Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Mai Vàng miền Bắc 123. Hôm nay là 22 tháng 5 âm lịch, vườn nhà em thì có tưới phân cho cây mai vàng đế quái ghép giống dạo Thủ Đức đây các bác nhá. Đấy. Mai đế rất là quái các bác. Đây là mai giống ghép dạo Thủ Đức. Khi mai ghép như này thì quá trình làm nụ của nó rất là dễ các bác nhá. Kể cả mình không có bón phân tạo nụ nhiều nhưng mà nụ của nó cũng tự hình thành rất là nhiều các bác này. Tại thời điểm này chưa có bón phân tạo nụ gì mà nụ của nó cũng đang rất là nhiều nhá. Cây này bác nào mà lấy về thì Tết này chơi là đẹp luôn các bác này. Đấy, hôm nay nhà em tưới siêu lân dưỡng rễ cho cây kết hợp với N3M. Đấy. Đây là mai giống đế quái ghép dạo Thủ Đức. Hiện tại vườn nhà em thì đang có cung cấp dòng này ra thị trường giá 250.000 hai cây các bác nhá. 250.000 hai cây. Đấy, bác nào mà quan tâm thì alo bên em ship cho các bác nhá. Đấy, 250.000 hai cây. Giá cực kỳ sinh viên, cực kỳ hợp lý luôn. Làm nụ rất là dễ các bác. Thủ Đức ghép gốc nhớt này làm nụ cực kỳ dễ luôn nhá. Đấy, chưa có bón phân gì tại thời điểm trước tháng 6 âm lịch này mà nụ của nó cũng đã rất là nhiều rồi. Đấy, nụ của nó rất là nhiều rồi. Đấy. Đây, có những cây rất là đẹp. Đây, nụ. Đây, quay cho tất cả các bác xem nụ này. Đấy. Nhiều anh em bảo là sao cây nhà em nó không có một cái nụ nào. Thì nó tùy giống các bác nhá. Nó tùy giống đấy. Những cây mai ghép thì quá trình làm nụ của nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Đấy. Dễ hơn, đơn giản hơn rất là nhiều. Những cây mai zin rất là khó. Thì quá trình mình bón phân tạo nụ thì nó sẽ giúp mà cái năng suất của nụ và hoa nó sẽ tăng lên. Thế còn bản thân thì cây mai thì nó là giống cây hoa thì chúng ta không bón phân nó vẫn có hoa, nhưng mà cái số lượng nó chỉ giới hạn nhất định các bác nhá. Mình bón được phân thì nó sẽ đạt cái hiệu quả, cái số lượng hoa nó sẽ tốt hơn và chất lượng hoa sẽ tốt hơn nhé. Đấy, 250.000 hai cây các bác này. Đế quái rất là đẹp nhé. Đây, quay qua một số gốc để các bác tham khảo. Bác nào mà quan tâm đến gốc nào thì cứ kết nối Zalo. Bên em sẽ gửi hình cho các bác tham khảo nhé. Đấy, bác nào mà lấy nhiều thì qua trực tiếp vườn nhé. Sẽ có cái giá gọi là ưu đãi hơn rất là nhiều các bác nhá. Qua trực tiếp lấy tại vườn. Nhà em cũng có một số bác là qua trực tiếp lấy tại vườn luôn, lấy vài chục cây một, hàng trăm cây một luôn. Đấy. Đây là siêu lân kẽm USA các bác này. Nó có biểu tượng dưỡng rễ đây. Đây là dạng siêu lân dưỡng rễ các bác nhé. Siêu lân dưỡng rễ giúp cải tạo bộ rễ, thúc đẩy kích thích phát triển bộ rễ, xanh lá, dày lá và nở bụi. Đấy, loại này thì vườn nhà em dùng thường xuyên định kỳ, một tháng là một lần đến hai lần. Đấy, để nó xanh lá, dày lá và nở bụi. Đấy, đây là siêu lân dưỡng rễ nhá. Nhiều anh em cứ bảo là em bón siêu lân được không. Siêu lân cũng được nhưng mà dòng siêu lân dưỡng rễ này thì nó tốt hơn, mà nó đúng cái mong muốn của mình hơn các bác nhá. Loại này thì pha 2 ml trên 1 lít, 2 ml trên 1 lít. Đấy, thùng nhà em là 20 lít thì pha 40 ml các bác nhá. Đấy, các bác lấy cây nhà em về thì cũng pha như vậy, và lấy phân thuốc nhà em về thì cũng pha như vậy. Thì khi pha siêu lân kẽm này thì chúng ta kết hợp với 1 gram N3M. Đấy, 1 gram N3M 20 lít kìa, thì chúng ta pha 20 gram N3M nhé các bác nhá. Đấy, hai loại này pha chung kết hợp với nhau tưới rất là hợp và rất là xanh lá dày lá các bác. Đấy, xanh lá để cây nó quang hợp nó tốt, và dày lá để nó hạn chế bị cháy lá và hạn chế bị nấm bệnh các bác nhá. Đây, thùng 20 lít các bác này. Thùng 20 lít thì pha 40 ml này. Đây, 20 ml này. Đấy, thêm 20 ml nữa là 40 ml nhé. Đấy, loại này thì có thể pha từ 2 đến 2,5 ml trên 1 lít. Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ kết hợp cùng với 1 gam dưỡng rễ N3M. Thùng này là 20 lít thì chúng ta pha 20 gram. Nếu mà cây mà nó, những cây lớn mà nó sung khỏe thì các bác có thể dùng đến 2 gram N3M nhé. Tức là cái thùng này có thể dùng đến 40 gram N3M. Nhưng mà đây là cây con, cây giống thì chúng ta cứ dùng phân thuốc nó nhẹ nhàng hơn một chút các bác nhé.
Đấy, các bác lấy phân thuốc nhà em và lấy cây nhà em thì các bác cứ pha cây con thì liều lượng nhẹ một chút. Thế còn các bác mà lấy những cây to thì các bác pha có thể dùng 2g đầu mỡ nhá. Đấy, bây giờ chúng ta khoáng đều và để mà tưới cho cây. Đây, một số anh em hỏi bảo là lâu quá không thấy anh quay video. Đúng rồi, thời gian này rất là bận các bác. Đấy, bận quá không có chăm cây được nhiều cho nên là đọt nó vươn quá dài. Đấy, vươn quá dài như này là không tốt các bác. Bình thường đọt nó ra là mình cắt chặn này, nó đẻ nhiều nhánh ấy, nhưng mà để nó dài quá như này mình cắt chặn nó không hiệu quả các bác nhá. Đấy, anh em nào mà ấy thì mình cắt chặn định kỳ để nó tròn tán cây, nó dày tán, cũng như là quá trình làm nụ sau này nó sẽ dễ hơn nhá. Để cái nhánh nó dài quá nó cũng không tốt đấy. Đấy, nó vượt form cây hết. Đấy, dài quá các bác này. Đấy, từ đấy bắt đầu em mới quay lại làm video và chia sẻ tới các bác. Đấy, thì thời điểm vừa rồi thì cũng chỉ có chặn đọt thôi các bác, chỉ có tưới phân và chặn đọt thôi. Về cơ bản thì hàng năm nó chỉ có chặn đọt như thế thôi. Đấy, cây thì cũng không chăm được mạnh như năm trước cho nên là nó cũng không được xanh lắm. Đấy, phân thuốc thì nhà em có cung cấp rất là nhiều nhưng mà cũng không có thời gian tưới cho nên là cũng cây có khi không đẹp bằng cây nhà các bác đâu. Đấy, đây là cây, những cây mai dáng thú này, cây rất là sung và rất là mạnh rồi. Đấy, bác nào quan tâm đến những cây mai dáng thú này thì cứ alo bên em nhá. Đấy, rất nhiều cây đẹp quá ạ, rất nhiều cây đẹp luôn. Đấy, quay đây để các bác nào thích cây nào thì cứ alo bên em quay trực tiếp cho các bác. Đấy, không phun được thuốc nấm hồng này. Đây nấm hồng các bác này. Đấy, nấm hồng này. Đấy, nấm hồng là tấn công, hôm trước phun được rồi thì những cái lá mà đã bị bệnh thì không thể hết được nhá. Thế còn những cái lá mà chưa bị bệnh thì nó sẽ hết được. Thế còn những cái lá bị bệnh rồi là phun cũng không hết được các bác nhá. Cái đây này chuyện bình thường nhá. Đấy. Đây, cây mai này, đế của nó này, xù ra me, đế rất là quái. Bác nào mà thích chơi những cái kiểu dáng cây mà đế, chơi thiên về đế như thế này thì cây này là một cây đáng để siêu tầm các bác ạ. Đấy. Ra quay. Đấy, đây đang tưới siêu lấn kẽm kết hợp với NPM các bác này. Đấy, chúng ta pha với cái liều lượng nhẹ như thế này thì chúng ta cứ tưới thoải mái các bác ạ. Cứ tưới thoải mái. Nhiều anh em hỏi và tưới bao nhiêu trên một cây, tưới bao nhiêu lít trên một cây. Đấy, bao nhiêu ml, bao nhiêu lít trên một cây thì chúng ta pha đủ thì chúng ta tưới thoải mái thôi. Đúng liều mới liều nhẹ, chúng ta tưới thoải mái cho cây nó đủ độ ẩm các bác. Đấy. Rồi thì em quay vài cây làm mẫu để chia sẻ tới các bác nha. Bác nào mà quan tâm đến dòng sản phẩm mà rất dễ làm nụ này, mai giống đế quái ghép giống dạo Thủ Đức thì cứ alo bên em nhá. Đấy, giá 250.000 hai cây. Đấy, nụ rồi các bác này. Đấy, chưa bón phân gì mà đã có nụ rồi nhá. Đấy, nụ đây. Đấy, chưa bón phân gì đã nụ rất là nhiều. Đấy, loại này thì bón phân vào, phân tạo nụ vào thì nụ của nó thì chi chít luôn. Rồi thì em xin phép kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những video tiếp sau.